Chào mọi người. Nè lên cái khoảng taro á. Taro. Đây. Này nặng tầm 50 kg á, em cân nữa, nặng lắm. Cái đầu nó này. Thôi mà anh thay vào đây á. Đầu nó. Đây là khoảng mũi nhỏ đó. Thôi anh có thể đó. Trong nghề của mình. Hoạt động bình thường á. Này hoạt động bình thường. Ốc ạc của nó ở đấy. Về cái đậu ở đây đó. Có cái cụm này. Này chạy điện 220 á. Motor của nó này. Em tẻ đó, cổng tắc đây. Này như này là tắc nhá. Mở này. Mở để hoạt động này. Này nó có hai chế độ á. Khoảng này. Xuống này. Ngược lại này. Này nhấn này là xuống. Cho nó vào ngược lại. Còn như vậy đó. Thôi, nay 2,5 triệu. 2,5 triệu. Máy cao tầm 2 găng tay đó. Máy cao 2 găng tay đó. Này có thể chắc là thì cao lên được này. Còn đoàn này có thể cao lên được đoàn này. Này, người đi ngỡ đấy. 2,5 triệu.